chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Quảng cáo trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cánướngdaiòn.com Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài TV. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ tư hôm nay, 16 tháng 11 năm 2022. À, chúng tôi có ở trên Facebook, có ở trên YouTube, coi live giờ phút này cũng như coi lại sau đó trên TV bình thường là đài 56.10 ở miền Nam California và ở trên internet thì quý vị vào trong LittleSaigonTV.com nhưng mà khi quý vị đánh vào chữ LittleSaigonTV.com đó thì thường thường ở trên đó chỉ có uh, hiện ra cái chữ LSTV thôi đó thường thường là như vậy cho nên uh, cách nào quý vị cũng vào được trong uh, cái trang nhà của Sài Gòn TV uh, thứ tư ngày hôm nay đêm hôm qua là bắt đầu trời có ừ. gió rồi quý vị uh, dự báo thời tiết cho biết là gió sẽ còn ở lại với chúng ta trong ngày hôm nay có nhiều nơi ở uh, trong những cái vùng thung lũng khe núi này kia đó thì gió lên tới 35-40 dặm một giờ nhiều khi hơn. À, ở khu vực chúng ta ở đây thì gió vào khoảng 12-13 dặm một giờ. À, cho nên quý vị cũng để ý là thấy ngày hôm nay nếu mà ra đường đó. Thì lá cây nó bay nhiều lắm. À, chuẩn bị thấy Tết rồi. Ừ. Tại vì cái cây đào trước nhà tôi đó thì bắt đầu lá nó rụng. Mà khi lá rụng xong rồi đó là bắt đầu thấy những cái nụ. Rồi từ từ là đến Tết nó ra hoa. Nhưng mà 10 năm nay chưa bao giờ ra đúng dịp Tết. <laughs> thường nó sẽ ra sau à. À, như anh nguyễn trường vừa mới nói bắt đầu từ đêm hôm qua và sáng hôm nay là quý vị ra đường là thấy bắt đầu gió rất là nhiều ở khu vực uh, quanh ở vùng lý đô sài gòn này cũng như là ở khu vực uh, nam cali à, người ta nói là những cơn những cơn gió đã được dự đoán trước còn từ tối ngày hôm qua và cho đến sáng nay thì tất cả tin tức báo đài khắp nơi đều đã đều đăng loan báo tin rằng là cựu tổng thống donald trump đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống lần thứ ba bất chấp những cơn gió ngược. <laughs> đó là nhan đề của một bài báo ở trên Yahoo News. À, ông tối ngày hôm qua ngay tại à, dinh thự của mình, á, mar -lago, ông đã tuyên bố ông sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2024 cũng với cái à, khẩu hiệu của ông đó là Make America Great Again năm 2024. À, dĩ nhiên cái chuyện mà ông à, Donald Trump ra tranh cử tổng thống kỳ này đó, thì ông đã cứ nhấp nghe nhấp nghe nói cái chuyện đó trong thời gian qua rồi, nhưng mà người ta vẫn uh, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi, người ta không biết rằng là cuối cùng thì ông này nói như thế nào bởi vì uh, những cái điều giữa cái điều ông nói và điều ông làm á, đôi khi nó không có giống nhau, nhưng mà Tối ngày hôm qua thì ông đã chính thức tuyên bố cái điều đó. À, tuy nhiên cái việc mà ông tuyên bố rằng ông sẽ ra tranh cử tổng thống 2024, đó là tuyên bố à, của ông nhưng mà cái chuyện mà cuối cùng ông có xuất hiện à, để mà ra ở trong cái à, giống như là một mình gọi là một cái trận final cuối cùng giữa một à, thành viên của Đảng Cộng hòa, thành viên của Đảng dân chủ thì cái đó mình còn phải chờ. À, có cái điều đó là khi ông à, toàn bộ cái bài diễn văn ngày hôm qua Nó cũng ngắn thôi chứ không có dài à, Khi mà ông à, chuẩn bị để tuyên bố ra tranh cử lần thứ ba à, Nhiệm kỳ năm 2024 Thì mở đầu của bài diễn văn là ông nói về những thành quả của ông đã đạt được trong nhiều năm qua Ông nhắc đi nhắc lại cái chữ Make America Great Again Có nghĩa là MAGA đó Tức là làm cho nước Mỹ trở vĩ đại trở lại Uh, ông nói về những thành quả ông đạt được đó uh, ông không nói về những thành quả mà ông không đạt được dĩ nhiên là không ai muốn nói chuyện đó ra cả ông chỉ nói những gì mà ông đã làm được thôi rồi đó thì nhưng mà khi mà mình mình thấy cái bài diễn văn sau khi mà ông đọc được ông ông nói hết những cái gì ông đã làm ông nói là chúng ta phải lấy lại đất nước bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta đã để đất nước chúng ta đã bị uh, không có vĩ đại trong suốt hai năm vừa qua vân vân đó thì ông ông nói rằng là tôi tuyên tôi tuyên bố là tôi tranh cử trở lại vào cái chức vụ uh, tổng thống vào năm 2024 uh, ông phải chờ đến cái ngày hôm nay mới tuyên bố là tại vì ông muốn coi cái kết quả bầu cử uh, giữa kỳ vừa rồi nó như thế nào làn sóng đỏ của đảng cộng hòa có chiếm được những cái ghế ở trong thượng viện hạ viện hay không như là ông mong muốn nhưng mà cuối cùng nó không xảy ra à, cũng có uh, được một cái sự thay đổi là bên thượng viện đó thì uh, có kiểm soát được nhưng mà bên hạ viện thì lại không có kiểm soát được thí dụ như vậy cho nên ngày hôm nay kết quả uh, của cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy là chúng ta sẽ phải đối mặt với lại hay là phải nói đúng hơn chúng ta phải đối mặt với lại đảng cộng hòa và đảng dân chủ thì phải làm việc với nhau để có được một cái kết quả à, chung cho một cái chương trình nghị sự gì đó cho nên à, hồi trước thì mình thấy là đảng dân chủ nắm luôn cả thượng viện cả hạ viện thì nó khác nhưng mà bây giờ thì đã làm hai rồi à, một bên là cộng hòa một bên là dân chủ thì phải làm việc với nhau thôi à, thế thì khi tổng thống donald trump đã chờ đến sau khi cuộc kết quả nhiều người nghĩ rằng ông nhìn thấy cái kết quả đó không có được như mình mong muốn thì ông sẽ không tuyên bố ra bộ ra tranh cử đâu. Nhưng mà hôm qua ông vẫn làm, ông vẫn ra tranh cử thì uh, có nhiều người uh, nói uh, có những cái điều nó sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc tranh cử của tổng thống Donald Trump. Thí dụ nha quý vị, cái bóng của ngày 6 tháng 1 năm 2021 nó còn đó. Nhiều người sẽ nghĩ rằng ông Donald Trump cũng là một trong những cái uh, Uh, lý do khiến cho cái cuộc bạo loạn ở đồi Capitol xảy ra, ảnh hưởng đến nền dân chủ của Hoa Kỳ vân vân Đó là một điều. Thứ hai nữa, ông Donald Trump hiện nay đang đối mặt với lại nhiều cái vụ án hình sự, uh, dân sự, vụ uh, án dân sự. thí dụ như là về Trump Organization, về vụ uh, đang sắp sửa phải điều trần về vụ bạo loạn tại đồi Capitol và nhiều những cái vụ án khác nữa. Đó, cho nên có thể là ông dùng cái hình thức ra tranh cử như vậy để làm mờ đi những cái chuyện kia không ai để ý tới nữa đó cũng có thể là như vậy rồi trong khi đó đảng cộng hòa của ông đó hiện nay cũng đang có nhiều cái uh, chia rẽ đó thí dụ như là những người mà ông ủng hộ để vào uh, những chức vụ ở hạ viện và thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua đã không được có kết quả như mong muốn thì những người đó đều đang nói là tại vì cái bóng của ông Donald Trump làm cho tôi không có được đắc cử kỳ này, đó những người bên đảng Cộng hòa bên đảng Bảo thủ đó thì họ nói rằng là tại vì ông á, cho nên tôi không có được đắc cử, người ta ghét ông, người ta ghét tôi luôn, đó cho nên cũng có thể là cũng có thể là cũng có nhiều người bên phía đảng Cộng hòa sẽ không có ủng hộ việc ông gọi là tái tranh cử này nữa, đó là những lý do, rồi nhiều lý do mà người ta thấy rằng là mặc dù biết là ông cũng có nhiều thành quả trong 4 năm mà ông làm tổng thống, ông cũng đạt được nhiều cái hiệp ước, thỏa thuận này kia lắm, nhưng mà cũng có những cái ông không làm được, đó, đó, cho nên họ nói rằng là không biết rằng là mình có nên ủng hộ ông hay không, đó, có, cũng có nhiều người hoài nghi về cái việc ông ra gọi là tái tranh cử kỳ này, cho nên mình cũng phải coi coi như thế nào. Nhưng mà Ngọc Lan hồi nãy nói nêu ra một vấn đề đó, nếu mà ông ra tái tranh cử như vậy mà bên phía đảng Cộng Hòa không đề cử ông thì sao? Thí dụ như là họ nói rằng là chúng tôi thấy là cái ông ABC gì đó ở tiểu bang gì đó là người sáng giá hơn mà nhiều người sẽ bầu cho ông đó hơn. Tôi đề cử ông đó thì không đề cử ông Trump thì sao ta? Đúng như vậy, đó là cái tiến trình bầu cử ở Hoa Kỳ à. thì thường ngay sau cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa rồi đó, vừa mới diễn ra thì bắt đầu người ta sẽ nhìn để coi coi gương mặt nào là sáng giá nhất của đảng mình. Thì lúc đó đó thì những người đã để và để xem cái họ có tuyên bố họ ra uh, tranh cử tổng thống không. À, rồi hoặc nếu như người ta không lên tiếng thì những thành viên ở trong đảng đó bắt đầu họ sẽ lên tiếng ủng hộ à, ông nên ra đi hay bà nên ra đi tranh cử vào đó chúng tôi sẽ ủng hộ quý vị thì bây giờ hiện bây giờ là ông Donald Trump ra tranh cử à, vẫn dưới danh nghĩa là người của thành viên của đảng cộng hòa ừ. nhưng mà phía đảng cộng hòa đó nguyên đảng đó có ủng hộ ông không hay là có nhiều những ứng cử viên khác của đảng cộng hòa nữa ví dụ như bây giờ người ta thấy một gương mặt đang nổi trội nhất đó là ông thống đốc của tiểu bang Florida ron đó là ờ, gương mặt rất là giống như là thu hút cái sự chú ý của mọi người tuy rằng ông thống đốc Florida chưa tuyên bố rằng ông ra tranh à. cử nhưng mà phần nhiều người ta lại thấy rằng là có vẻ có vẻ là bên cộng hòa sẽ ủng hộ ông như vậy thì ông donald trump coi như ông có một đối thủ của đảng rồi cái chuyện đó sẽ như thế nào xin mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường và ngọc lan sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com Quảng cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cánướngdaiòn.com Quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến cái vấn đề mà ông Donald Trump ra tranh cử tổng thống. Thì ngày hôm nay ở trên trang BBC, đài BBC thì có một nhà báo chuyên môn mà viết về các đề tài chính trị của vùng Bắc Mỹ thì ông đã có một cái bài viết phân tích rất là hay liên quan đến sáu cái lý do mà xấu, nói đúng ra là sáu cái khó khăn mà ông Donald Trump sẽ gặp phải khi mà ông ra ông tranh cử để trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ vào năm 2024. bốn. À, thì cái đầu tiên hết đó đó là cái việc mà ông ông ra tranh cử vào năm 2002, 2016 đó. Lần đầu tiên á thì lúc đó đó người ta không biết ông là ai hết. Ông chưa có một cái giống như ta gọi là Cái quá trình để mà làm chính trị Cho nên á, ông không có một cái tì vết gì Về chính trị Rồi thêm vào lúc đó thì người ta đã bắt đầu Người ta uh, ngán ngẫm với lại Những cái hệ thống chính trị nó đang diễn ra Người ta cảm thấy là người ta chán Người ta mệt mỏi Và người ta thấy ông này là một cái gương mặt mới Và cái cách ông nói chuyện á uh, Có thể là thu hút được nhiều người Cho người ta cảm thấy là mong muốn Chờ đợi một cái sự đổi mới ở ông Và lúc đó quý vị nhớ rằng là cái cái sự xuất hiện của ông Donald Trump ở 2016 nó thu hút người ta nhiều lắm những lần mà ông ra ông tranh luận à, những cái cuộc mà nói chuyện với đối thủ á, là coi như là ông đánh gục hết tất cả mọi người khác bởi với cái cái cách mà hùng biện của ông à, đó là nhưng mà bây giờ sau 4 năm ông làm tổng thống thì người ta đã nhận ra Người ta đã biết ông là ai rồi Giống như là tôi biết ông rồi Ông cái mạnh của ông là gì Cái dở của ông là gì Nó ra làm sao Thì đó là một trong những cái gọi là Cái cái khó khăn của ông à, Những cái gì mà ông hứa hẹn quá nhiều Nhưng mà ông đã không làm được Ở trong cái quá trình mà ông làm tổng thống Và đặc biệt đó là cái chuyện mà xử lý Cái, cái cách mà ông đối diện với lại cái Covid-19 Đó là cái mà nặng nề nhất À, cái thứ hai, hồi nãy anh Nguyễn Trường có nhắc đó, người ta gọi là cái bóng của ngày 6 tháng Giêng năm 2020. À, cái, cái chuyện đó thì ai cũng thấy rõ ràng rồi, à, nó quá cái sức tưởng tượng của người ta và cả thế giới đều phải chú ý. À, tại sao mà ông cái hành xử của ông trong ngày đó như thế nào để nó dẫn đến một cái thay đổi hay là nói đúng hơn là những cái ảnh hưởng của nó đến ngày hôm nay vẫn còn. Cái thứ ba đó là người ta nói về những cái rắc rối về pháp lý cũng như hồi nãy anh Nguyễn Trường cũng có nhắc đến đó, những rắc rối về pháp lý à, nhiều cái cuộc mà người ta đang điều tra ông với rất là nhiều vừa cái chuyện mà những cái hồ sơ mật ông à, đang giữ ở dinh thự của ông rồi đến những cái vấn đề về trốn thuế, vân vân cái thứ tư đó là ông có một cái đối thủ người ta gọi là ông có một đối thủ khó khăn hơn thì như hồi nãy ngọc lan cũng có nói đó là bây giờ một cái gương mặt mà nổi bật ở trong đảng cộng hòa đó là ông thống đốc của tiểu bang florida mặc dù là ông đó chưa biết rằng là ông có sẽ chính thức ra tranh cử tổng thống hay không nhưng mà người ta vẫn thấy rằng đó là cái gương mặt nổi bật nhất ở phía đảng cộng hòa À, cái lý do thứ sáu đó cái khó khăn thứ sáu mà nhà báo này phân tích và đưa ra đó đó là bị người ta gọi là cái nỗi ám ảnh về cái sự nổi tiếng giống như hồi nãy anh anh Nguyễn Trường cũng có nói là khi mà đưa ra cái cuộc mà thăm dò đó để xem coi là cái mức độ người ta ủng hộ ai nhiều nhất ở phía Đảng Cộng hòa thì bây giờ vẫn thấy rằng là ông Donald Trump thua ông Ron DeSantis thống đốc của tiểu bang Florida cho nên rồi thêm nữa cái kết quả mà thắng một cách rất là ngoạn mục của ông thống đốc tiểu bang Florida càng cho người ta có thêm nhiều cái niềm tin vào ông thống đốc của tiểu bang Florida. Và cái cuối cùng ai cũng sẽ thấy được á người ta gọi đó là cái cái gánh nặng về tuổi tác. Dù sao năm nay thì ông uh, uh, bảy Donald bảy trump uh, đã 76 tuổi rồi hai năm nữa ra tranh cử tổng thống thì lúc đó ông 78 tuổi 78 tuổi coi như là nếu nếu như mà ông ra là ông là ứng cử viên lớn tuổi nhất từ hồi xưa đến bây giờ kỳ uh, rồi ông uh, Joe Biden ra tranh cử thì cái tuổi vẫn thấp hơn là cái tuổi 78 mà ông Donald Trump sẽ ra tranh cử vào năm 2014. Thì đó là một số những cái khó khăn mà người ta đã nhìn thấy. Thì chưa biết là cái chuyện như thế nào ông chỉ mới ra tuyên bố thôi. À, nhưng mà ngày hôm qua đó cũng có một cái điều người ta lưu ý, người ta để ý đến đó là ngày hôm qua con gái của ông đó Ivanka Trump đã không có đến tham dự cái buổi này và cái sự xuất hiện của cô cái việc mà cô không xuất hiện ở đó không tham gia là có chủ đích đàng hoàng cô nói rằng cô không có muốn dính dáng đến à, chính trị nữa mặc dù cô rất là à, yêu thương bố của mình à, cô cảm ơn là trong thời gian qua cái nhiệm kỳ mà ông làm tổng thống đó thì cô có tham gia vào và cô cảm thấy vinh dự là được phục vụ cho uh, quốc gia này cho đất nước này uh, nhưng mà cô sẽ không xuất hiện nữa trong tất cả các lĩnh vực về chính trị cho nên cô không xuất hiện trong cái buổi mà tuyên bố ra tranh cử của uh, bố mình Hình như đó là cả ông chồng cũng không ra. À, ông chồng cô thì có ra. Có ra. À, rồi à, những người à, con trai của ông Donald Trump thì có ra. Từ người à. con trai lớn nhất à, thì không xuất hiện với lý do là à, anh đó đang đi săn bắn ở đâu đó và không có kịp để mà tìm được máy bay để bay ừ. về. Nhưng mà hai cô con gái thì không ra. À, đối với lại Ivanka Trump thì cô tuyên bố rất là rõ ràng đó là cái chủ đích của cô, cô không muốn. À, xuất hiện ở trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào gọi là liên quan đến chính trị nữa. À, riêng cái người em của cô là người mà vừa mới đám cưới kỳ rồi đó thì không xuất hiện nhưng mà người ta không có nói lý do. À, có cái điều đó là à, vào năm 2016 lúc mà ra tranh cử đó thì cũng có nhiều người nhìn thấy bà đệ nhất phu nhân <laughs> à, Melania Trump là xinh quá, cho nên nói trời ơi bà mà là vợ của tổng thống là đệ nhất phu nhân thì cũng được chứ thì bà quá đẹp thí dụ như vậy đó. nhưng mà thưa quý vị sau khi mà ngọc lan phân tích qua một số những cái điều mà ông ta đang gặp khó khăn đó thì ở bên có hai cái tiểu bang mà người ta đã gọi là bầu cử chọn ra khuôn mặt đáng giá và người ta sau khi mà người ta đã có một cái cuộc là thăm dò thì thấy là ở tiểu bang Iowa và New Hampshire là hai tiểu bang đó. Ông Ron DeSantis, thống đốc của Florida đã có nhiều cái uh, điểm mạnh và được nhiều người ủng hộ hơn là ông Donald Trump. Thế thì như Ngọc Lan nói, nếu mà tới cái lúc mà bên phía đảng Dân Chủ đưa ra một khuôn mặt đại diện cho đảng Dân Chủ để tranh cử vào năm 2024 và đảng Cộng Hòa cũng đưa ra một khuôn mặt. Đây là người đại diện của Đảng Cộng hòa mà lúc bây giờ khi đưa tên lên để mà đề cử là người đại diện cho đảng đó mà không phải tên là Donald Trump, thí dụ như vậy đi mà tên là một người khác. Thế thì ông Donald Trump lúc bây giờ không còn là người của Đảng Cộng hòa nữa hay sao? Tôi đang thắc mắc cái đó. Thí dụ như là ông Trump không được Đảng Cộng hòa đề okay. cử đi. Thì ông đại diện của đảng nào để mà ra tranh cử? OK uh, cũng đã có những cái uh, người ta bàn về chuyện này uh, nếu tại vì á uh, thí <laughs> dụ như ông uh, đang ở dưới cây dù của đảng cộng hòa à? thì ông muốn ra tranh cử phải được đảng đó đề cử ra đúng không? Tại vì một đảng một người thôi chứ không thể là có hai người cùng đảng cộng hòa ra thì có thể đó uh, nếu ông vẫn muốn là người ra tranh cử có thể ông từ bỏ đảng cộng hòa à. ông từ bỏ đảng cộng hòa ông đứng riêng biệt ra là một người uh, Quý vị thấy á, trong cái cái phiếu mà bầu cử tổng thống á, thường người ta chỉ chú ý đến hai cái ứng cử viên của Đảng dân chủ và Đảng Cộng hòa bởi vì hai đó hai đảng đó là hai đảng lớn mạnh nhất ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong cái danh sách đó quý vị thấy nhiều lắm, nhiều Đúng người, ừ. người ta tự ra hoặc là người ta đảng này đảng kia, vân vân có rất là nhiều. Thì ông Donald Trump có thể ông đại diện đảng của ông mang tên ông không Maga. biết nữa nhưng mà cái cái đó là ông sẽ độc lập ông ra thì ông sẽ không được cái sự hậu thuẫn của những đảng lớn kia à... đó thì quý vị sẽ thấy nhớ lại trong cái cái phiếu bầu cử của mình á bầu cử tổng thống á không phải có tên hai người đâu nó rất là nhiều thì ông có quyền ông lựa chọn à, nếu mà yeah. như vậy đó thì uh, ông sẽ đặt ra một cái tên là đảng của ông tên gì đó và ông đứng ra là ông tranh cử tổng thống À, đảng xanh, à, Nhờ xưa mình có đảng xanh đúng, đó, đúng đúng bây giờ đúng không? vẫn còn, vẫn còn, dạ. ha. À, cho nên à, chưa biết là ngã ngũ như thế nào nhưng mà hình như đó là ông Trump cũng có ranh đe ông Ron DeSantis ừ. rồi, hình như cũng có nói rằng là, là không có được ra tranh cử nghe chưa? À, ông mà ra tranh cử, tôi biết hết đời tư đời riêng gì của ông như thế nào đó lúc đó là ông đừng có trách tôi rằng là sẽ mang hết chuyện này đến chuyện kia ra nói nhưng mà để coi nói cái gì, đại chúng tôi xin mời quý vị cùng quay trở lại sau một ít phút thông tư thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ ba của chương trình cà phê sáng của Lí Sài Gòn TV à, thưa quý vị à, trong thời gian gần cuối năm này thì cái câu mà đi đâu cũng nghe người ta than đó đó là tình hình kinh tế rất là ảm đạm à, ngoài cái chuyện những cái cơ sở thương mại à, buôn bán có vẻ là chậm hơn à, nhiều nơi ngay cả tiệm neo à, là cái người Việt Nam mình làm tiệm nail rất là nhiều đó họ cũng than rất rất là nhiều có nghĩa là người ta bắt đầu cắt giảm cái chi phí tiêu dùng hàng ngày đi, ờ, rồi những cái các công ty lớn cũng lại bắt đầu cái chuyện mà họ sa thải nhân viên. Hôm đầu tuần á, hôm thứ hai thì ở bên đại công ty Amazon đã có một cái thông tin được gọi là rò rỉ ra lúc đó nói rằng là sẽ công ty này sẽ sa thải 10.000 nhân viên. À, tuy nhiên ngày hôm thứ hai thì ở phía bên ban điều hành của Amazon không ai lên tiếng về cái chuyện đó hết nhưng ngày hôm qua ngày thứ ba thì tin này đã được thông báo một cách chính thức tức là họ sa thải à, 10.000 nhân viên cái con số rất là lớn à, ở trong năm 2020 đó thì họ cũng đã từng có một lần sa uh, thải rất là đông nhân viên lúc mà uh, dịch covid 19 uh, xảy ra. Nhưng mà sau đó họ lại thuê mướn lại khi mà cái uh, cái nhu cầu tiêu dùng của người dân uh, người ta thay đổi do dịch. thì lúc đó quý vị nhớ rằng là ai cũng rủ nhau đi làm amazon uh, tuyển nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì cái cái chuyện mà sau khi dịch đã coi như là uh, ổn ổn rồi đó thì thể cộng thêm với cái chuyện là cái sức mua à, tiêu dùng của người dân bắt đầu giảm xuống thì họ lại tiến đến việc lại sa thải tiếp 10.000 nhân viên thì đây là một cái con số rất là lớn Ở tuần trước nữa thì bên Facebook công ty Facebook cũng đã ra cái thông báo là họ sa thải 11.000 nhân viên đó là đối với Facebook um, đối với công ty Disneyland thì hôm thứ hai họ cũng đưa ra một cái thông báo cho biết rằng là họ cũng cắt giảm nhân viên cũng như là hoãn lại tất cả các cái việc mà thuê mướn nhân viên có nghĩa là không thuê mướn nhưng đồng thời lại cắt giảm nhiều. Thì đây là một số những cái công ty mình đưa ra đều thấy đây là những cái công ty lớn hết. Và cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng à, nhất là cuối năm. Thì thường là cái dịp này chúng ta tuần tới này là Thanksgiving rồi. Nhưng mà bây giờ á à, tưởng tượng rằng là những người mất việc ở trong cái bối cảnh này thì thấy cũng rất là mệt mỏi. Yeah. Um, thưa cái vị, năm 2022. Ok, bây giờ nhắc lại cái mùa, hồi mùa dịch đó thì có nhiều công việc mà liên quan tới delivery á thì được nhiều công ty mướn lắm từ uh, delivery ra, giao đồ ăn cho tới hàng hóa này kia thì được nhiều người mướn rồi chúng ta bị ở nhà mà đó cho nên chúng ta order trên online rồi trên mạng người ta mang tới đồ ăn cho tới hàng hóa vân vân nhưng mà sau mùa dịch thì bắt đầu cái việc mà giao hàng như vậy đó nó, nó ít lại cho nên nhiều công ty mới gọi là sa thải một số những nhân viên mà thuộc lĩnh vực đó Thế thì năm 2022 mặc dù mình thấy là có nhiều nơi treo cái bảng là cần thêm người làm. À, chúng ta đi ăn cũng thấy là cần người, chúng ta đi chợ cũng thấy là cần người vân vân Nhưng mà cái con số ngạc nhiên lắm quý vị nha. Năm 2022 tuyên bố mà sa thải nhân viên đã lên tới 67.000 công việc. Wow. wow! Nhiều hãng bắt đầu sa thải nhân viên từ những cái công ty giải trí thí dụ như là Netflix nè cũng sa thải nhân viên nè, như Ngọc Lan vừa nói là Amazon nè, Microsoft cũng sa thải nhân viên nữa nè. Rồi nhiều nhiều hãng lắm thì mình thấy rõ ràng là cũng có một số những lĩnh vực họ cần thêm người làm. và cũng có những lĩnh vực họ nói rằng là chúng tôi đã mướn quá nhiều trong thời gian vừa qua. bởi vì chúng tôi cần phải cắt giảm ngân sách vân vân, chúng tôi sa thải bớt thì đó là cái, cái tình hình chung hiện nay à, theo như một số nhà phân tích về kinh tế thì họ nói rằng là 2023 cũng chưa thấy sáng sủa gì phải chờ đến 2024 thì mới may ra là mới thấy tình hình kinh tế nó vượt lại đó thì cái đó là người ta suy đoán thôi cũng như bây giờ nếu mà, mà hỏi một nhân viên mà về bán nhà đó thì chừng nào mua nhà là tốt nhất thì họ làm sao biết được chừng nào mua nhà tốt nhất? nếu mà biết được thì họ đã trở thành giàu có là tỷ phú từ đời nào rồi? dạ yeah, ngay uh, thời gian vừa qua đó thì nhiều người làm việc trong các cái lĩnh vực mà buôn bán nhà đó ừ. có liên quan tới vừa là người môi giới bán nhà rồi những cái broker rồi những người làm Estro họ đều phải đối diện với chuyện là phải tìm thêm việc làm khác với lý do là cái công việc làm họ không còn nữa ở uh, bây giờ khi mà cái tiền lời chính thức nó lên đến hơn 7 chấm nhưng mà thực tế thì nó còn cao hơn nữa thì không ai mua bán gì nữa hết. Uh, refinance ta cũng không làm tại vì tiền lời cao quá không sao làm được. Uh, rồi... Uh, uh, cái tin mà liên quan đến việc mua sắm như Ngọc Lan đã nói tuần tới đây là Thanksgiving nhưng mà bây giờ những cái công ty đại công ty họ bắt đầu họ thấy là cái dấu hiệu mà buôn bán trong thời gian qua mình lên mình thấy là nơi này sale bên kia sale mặc dù là chưa đến Black Friday nhưng họ nói cái thấy cái cái cái, um, cái số lượng mà người ta mua hàng á nó bớt nhưng mà bao giờ cũng vậy à, người ta sẽ đo lường cái mức đó là vào cái dịp mà Black Friday họ coi coi cái đó sẽ là giống như là cái mở màn cho cái mùa mùa mua sắm trước đây là như vậy. Ngày đó họ đo lường với cái chuyện mà giảm giá đến uh, uh, thấp nhất rồi, nhưng mà người ta mua làm sao thì họ sẽ biết là doanh số năm đó nó sẽ như thế nào. Nhưng mà, uh, nhưng mà Ngọc Lan cũng để ý đó, nếu mà những đại công ty uh. mà lay off nhân viên như vậy đó, từ microsoft tới netflix rồi tới bây giờ là amazon rồi sẽ tới facebook này kia đó, trời ơi, nhiều người mất việc lắm. Mà nhiều người mất việc như vậy đó, mình sẽ nghĩ nghe đến cái việc này, nhiều nhà sẽ bị kéo tại vì có nhiều người đã mua nhà rồi mà bây giờ mất việc, rồi nhiều nhà bị kéo như vậy đó, nó cũng ảnh hưởng tới cái ngành nghề về địa ốc như thế thì với tiền lời đang ở cao mà nhà số lượng nhà kéo rồi bị tịch thu này kia đó thì tương lai mình thấy rõ ràng là thế nào giá nhà nó cũng phải hạ xuống để cho người ta có thể mua được những người mà còn có khả năng mua được, người ta có sẽ có khả năng người ta đi mua. Ờ, nhưng mà cái chuyện uh, Ngọc Lan Nghĩa đây đó là người ta gọi là À, thay đổi thay đổi cái trật tự lao động là như vậy à, thời trước dịch á thì quý vị sẽ thấy rằng là những người đi làm nail nè những người làm nhà hàng nè người ta gọi là những cái ngành dịch vụ á nó rất là đông ừ, mình ừ. vào những quán ăn tiệm ăn mình thấy nhân viên đông đúng không nhưng mà sau khi dịch rồi đó à, đi làm trở lại á tự nhiên nhà hàng tiệm nail đều đăng bản mướn thuê người nhưng mà hiếm lắm họ à. nói người ta không có đi làm thì cái người đó ở đâu người đó ở đâu chính là những người đó Lúc đó đó tiền lương làm cho những cái hãng xưởng á nó cao hơn. À. Rồi khi mà đi làm hãng xưởng như vậy, họ có benefit, họ có ngày nghỉ, họ có bảo hiểm, họ có đủ thứ. Trong khi họ tính ra cái chuyện mà đi làm neo hay chuyện đi làm nhà hàng á nó không có bằng cho nên họ đổ xô sang đi làm cho hãng xưởng là như vậy bên kia thiếu hụt thì bây giờ ngọc lan nghĩ bên này xa thải ra thì bây giờ là họ đổ ngược trở lại <laughs> đi lại làm nhà hàng thì đó là cái, cái về cái gọi là cái mặt bằng lao động mà của giới bình dân Mình sẽ thấy phần nhiều như thế Còn riêng đối với những cái người mà làm việc ở cái cấp cao hơn đó Thì nó cũng sẽ là một cái sự là chuyển từ nơi này sang nơi khác à, Giống như định luật bảo toàn năng lượng Bảo toàn khối lượng, bảo toàn năng lượng Mình học ở đó Nó ừ, từ vậy? như này chuyển sang cái dạng khác Chứ à, nó không à, có biến mất đi hết Như vậy mình yeah. vẫn he người ta nói chơi đó tiền của tôi nó không có mất ừ. mà nó được chuyển từ túi tôi qua tới túi người khác từ, từ vậy túi thôi này, này sang túi người khác à, thôi chứ không có mất đâu dạ. hết á okay. à, xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry. nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 bảy 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn.com Trở lại với phần thứ tư của cà phê sáng ngày hôm nay thì không biết là quý vị có thắc mắc làm tại sao mình chưa nhận được cái tiền gì đó mà của tiểu bang California giúp đỡ chúng ta. Hồi đầu tiên đó thì cái đề nghị là tiền đó gọi là tiền rebate, tiền xăng, xăng ừ. mắc quá mình được tiền rebate. Sau tranh luận san sau những cái gọi là viết lại những cái 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 thể thức này kia đó thì người ta đặt tên cho nó gọi là Middle Class Tax Refund đó thì cái middle class tax refund đó đã được gửi ra rồi bắt đầu từ khoảng giữa tháng 10 và lần cuối cùng gửi ra sẽ là vào tháng giêng năm 2023 cho nên trong khoảng thời gian này có người sẽ nhận được rồi và có người vẫn chưa nhận được bằng chứng cụ thể nhất là chúng tôi hai người đang ngồi ở đây thì một người đã nhận được cả từ lâu rồi mà tôi thì chưa thấy gì hết rõ ràng là như vậy cho nên có nhiều người vẫn hỏi, gặp mình ngoài đường vẫn cứ hỏi, Ủa cái tiền đó cho bao giờ mình có? Ha, thưa quý vị, từ bây giờ cho tới tháng Giêng của năm 2023 thì mới xong cho tất cả mọi người mà đủ điều kiện sẽ nhận được. Cho nên quý vị không cần phải lo lắng, không cần phải gọi là làm đơn hay là gọi hỏi này chứ gì, gì cả mình cứ chờ đó coi sau tháng giêng nếu mà mình chưa nhận được thì có thể là nó mất rồi hoặc là có thể là nó lạc đi đâu hay là chúng ta không có đủ điều kiện thì cái đó là khác nữa à, hôm nay mình coi sơ sơ lại đó ở California nha tổng số tiền mà đã được gửi vào trong ngân hàng của những người mà có direct deposit đó lúc mà mình khai thuế mà mình có đưa cái ngân hàng của mình cái số chương mục của mình vào trong cái hồ sơ thuế rồi chúng ta nhận được tiền lại bằng cách là gửi thẳng vô ngân khoản đó, tài khoản của mình đó thì quý vị đã nhận được rồi đó thì là 6 triệu 039 910 đồng tính cho tới ngày hôm nay tổng số cái thẻ Visa Mastercard mà của công ty uh, của của tiểu An gửi ra cho mọi người cầm cái thẻ đó mình có thể đi mua đồ lấy tiền mặt vân vân nó mua đồ online mua đồ bằng phone hay trên mạng này kia đó thì cái tổng số tiền cái thẻ đã gửi ra rồi là 1.600.000.000 308 cái rồi. Ừ. Đó, nhưng mà California mình thì dân số này tới 4 40, 40 triệu mà phải không? Mình mới gửi ra có 1 triệu mà, triệu cái à, còn 39 triệu chưa à, người... No no no, khoảng 22 à uh, người ta nói khoảng 22 triệu người. 22 triệu được. người. Dạ chứ không phải à, bộ, tổng à, cộng À dạ. như 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 vậy là vẫn đã, mình đây gần 2 triệu thẻ đã gửi ra vẫn còn 20 triệu. Trong trong số đó là có những người đã nhận được tiền mặt rồi nè. À, tổng cộng số tiền đã gửi ra nếu mà tính luôn cái số thẻ gọi gửi ra và số tiền đã gửi vào ngân khoản đó, thì là 4 tỷ 106 triệu 762.900 đồng coi như là chúng ta vẫn còn rất là nhiều à, ở đây họ nói rằng là 13 triệu 842 135 người đủ điều kiện đã nhận được À, 13 triệu người đã Như vậy nhận là được. trên 50%. trăm. Ừ, 50% rồi. Trên 50% số mình, người đã nhận được rồi. Mình là những người dưới 50% đã chưa <laughs> nhận được gì hết. À, trong thời gian qua có một số khán giả đã gửi email đến uh, cho Ngọc Lan cũng như là đến uh, những cái dưới những cái comment trong các cái chương trình Cà phê sáng hay Thời sự thế giới, uh, thậm chí ở trong chương trình trò chuyện cùng Sài Gòn TV để hỏi về cái chuyện là đến bây giờ quý vị vẫn chưa nhận được cái tiền này thì phải làm sao? À, thì như đã nói rồi à, cái tiền này họ còn tiếp tục gửi và cái đợt cuối cùng là qua đến tháng giêng của năm 2023 lận cho nên là quý vị vẫn phải chờ thôi. chứ đến bây giờ thì vẫn à, chưa có biết như thế nào. À, rồi à, nếu như mà không nhận được thì lại chờ đến lúc mà đi khai thuế hay là lúc đó um, khi mà kết thúc rồi đó thì mình mới hỏi được chứ bây giờ thì cũng trả lời rằng là chưa chờ có thể không. là chưa nhận và chờ ừ. giống như là anh Nguyễn Trường đang chờ như vậy. Ồ, oh, ở đây thì họ có nói rằng là làm sao mình biết là mình là người đủ điều kiện để nhận được cái tiền này đó thì ở đây ừ. họ có để sơ sơ qua một vài những cái điểm chính là yeah, chúng cái... ta có khai thuế nha, chúng ta đã có khai thuế của năm 2020 và khai trước ngày 15 tháng 10 của năm 2021 là một thứ hai là chúng ta đủ điều kiện để đối chiếu với lại cái lợi tức của mình lợi tức của mình bao nhiêu thì mình được bao nhiêu lợi tức của mình cao quá thì mình không được hay là mình được ít hơn vân v thì chúng ta phải đối chiếu với cái bảng lợi tức của họ à, thêm một cái nữa là chúng ta không phải là những người gọi là uh, dependent tức là ăn theo đó à, chúng ta không phải là những người như vậy thì, thì trong cái hồ sơ thuế của năm 2020 đối nó nói lại á thì chúng ta phải có khai thuế là cái đầu tiên hết nếu năm 2020 vì lý do nào đó mình không khai thuế thì mình sẽ không nhận được phải có khai thuế À, lúc đó có nhiều người đã nói lúc đầu là khai thuế nhưng mà sau đó là những người mà lớn tuổi họ, họ theo những cái tiền mà trợ cấp xã hội đó ừ, ừ, ừ. họ cũng được cái à, khoản tiền đúng, này họ luôn cũng được à, cũng được đúng. chứ những người đó thì không có khai thuế à, quý vị ráng chờ đợi à, coi như thế nào à, cũng liên oh, có... có người có người hỏi có người hỏi rằng là năm 2020 à. tôi ở California năm 2022 tôi ừ. không còn ở California nữa ừ. tôi có nhận được tiền hay không thì ở đây họ có nói rằng là bắt buộc là California resident là phải là cư dân sống ở California trong ngày nhận được cái tiền này. À hay nha. Như okay. vậy là, là mình biết thêm một cái nữa, nếu mà đã dọn nhà đi vào năm hai đầu năm 22 thì những cái mình dọn qua bên Texas mình sống đi. Mình có nhận được cái tiền này không? Tôi nghĩ là không là tại vì năm 2022 là bắt đầu người ta gửi tiền ra mà trong lúc đó mình không có còn ở California nữa Thì chắc là mình không nhận được Tại vì ở đây họ có để là On the date the payment issue ừ. à, Có thể là Vậy là không nhận được đó uhm, Vẫn phần còn phải là cư dân ở đây mới được Ok Bây giờ nói được chưa Rồi được rồi <laughs> Thưa quý vị cũng liên quan đến vấn đề uh, Tiền nữa uh, Thì ngày hôm thứ 2 14 tháng 11 đó uh, Thì uh, cơ quan quan thuế uh, phòng của Mỹ đã tịch thu số tiền, à, đã ra cái thông báo là tịch thu số tiền của một người đàn ông đã mang 33.000 đô la tiền mặt đi qua bên phi trường. Thì cái sự việc này nó diễn ra, nó xảy ra là vào ngày thứ ba tuần trước. Thì đến hôm đầu tuần này họ mới ra cái thông báo gửi đến các cơ quan báo chí để thông báo cho người ta biết cái sự việc nó như thế nào. À, đó là cái chuyện đó người Cái người đàn ông này đó Mang theo cái số tiền mặt là 33.000 đô la đi qua cái phi trường uh, Washington Douglas Ở bên uh, miền đông Ở Virginia Thì khi mà đi qua như vậy đó uh, Lúc mà người ta hỏi Người ta chận ông lại để người ta hỏi ông Rằng ông có mang tiền mặt không Thì lúc đó ông nói là uh, ông có mang theo 20.000 Nhưng mà đến lúc mà người ta nghi ngờ những người mà thuộc cái <laughs> à, cơ quan quan thuế và biên phòng Mỹ người ta nghi ngờ người ta xét đó thì người ta mới tìm thấy ông này mang theo tiền mặt tới 33.000 đô la và vì ông không khai báo cho nên là người ta tịch thu à, cái chuyện mà họ nói rằng là cứ một à, trong năm 2021 á, mỗi ngày thì qua những cái cái phi trường á, qua cái chỗ mà kiểm soát an ninh á, mỗi một ngày như vậy thì người ta tịch thu cái tiền mặt á hơn 300.000 đô la mỗi ngày. À, ở Mỹ họ nói rằng họ không có cái quy định rằng là quý vị mang ra hay mang vào cái số tiền bao nhiêu không có giới hạn nhưng mà phải khai. Trên 10.000 đô la là quý vị phải khai vào trong cái tờ giấy khai gọi là khai hải quan đó ừ. là tôi mang trên 10.000 đô la chứ nếu như mà quý vị mang trên 10.000 đô la mà quý vị không khai thì quý vị sẽ bị tịch thu là trường hợp giống như là người đàn ông này đang chuẩn bị bay qua bên theo cái thông cáo báo chí cho biết là ông chuẩn bị bay qua bên ai cập vào hôm thứ ba của tuần trước. Người ra người gì? Người người ta không có nói rằng là ông này là người nào và tên là gì, oh. bởi vì họ nói đây là cái tội này không phải là tội hình sự. Oh. Cho nên á là không có cần phải công bố cái tên, tuổi của người đó là ai hết, nhưng chỉ nhắc rằng là cái thông cáo báo chí này ra để cho quý vị biết rằng khi mà chúng ta đi qua bên hải quan thì chúng nếu mà quý vị mang tiền mặt trên 10.000 quý vị phải khai khai và không có cái giới hạn là mang ra mang vào cái số tiền bao nhiêu ví dụ như ai đi Việt Nam thì biết rằng là chỉ được mang ra hay mang vào là trên là 5.000 đô la thôi đúng không ở Mỹ không có chuyện đó ở Mỹ không có mà quý vị người ta nói rất là rõ không có giới hạn cái số tiền nhưng mà phải khai nếu không khai thì quý vị sẽ bị tịch thu trường hợp ở đây là tịch thu trên à, 33.000 đô la nhưng mà nếu mà mình ông này ông khai là ông mang ra 20.000 mà ông đếm được là tới 33.000 ừ. thì ổng bị tịch thu 13 ngàn đó không khai báo hay là tịch thu hết số tiền luôn. Ờ ở trong này á thì nói rằng là họ theo theo như cái thông cáo báo chí này thì nói rằng là họ tịch thu cái số tiền 33 ngàn đô la wow. đó. Ờ à, thì chưa biết tại sao ông nói là à, à, lúc mà ông khai thì có 20 ngàn nhưng mà ra như ừ. vậy thì có nó nhiều chi tiết nữa chắc là mình phải Phỏng vấn thì mình mới biết. Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai. À, trước khi chia tay cùng với quý vị thì à, sẵn tôi đang có ở trên bàn ở đây đó cái gọi là người ta nói rằng là mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền vừa rồi mình mới nói thì à, sau khi tôi bấm lên là à tôi có khai thuế, tôi không phải là ăn theo từ một cái hồ sơ nào đó hay vân vân đó thì tôi thấy tôi được 350 đồng ở đây yes. nhưng mà chưa nhận được. Đó. Rồi chờ tới từ bây giờ tới tháng Giêng. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Cà Phê Sáng. Ngay sau Cà Phê Sáng sẽ là Thời sự thế giới với Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị.